không chỉ được bán công khai trên mạng xã hội một cách nhộn nhịp, các loại thuốc tăng cân còn được nhiều người quảng cáo sở hữu những công dụng thần kỳ như tăng từ 5 đến 8kg chỉ trong vòng 1 tháng, không tăng cân hoặc lại gấp đôi số tiền. Điều đáng nói là hầu hết những loại thuốc này đều không có tem nhãn phụ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Theo các chuyên gia, hiện chưa có loại thuốc nào sẽ giúp tăng cân như những lời quảng cáo trên, mà thay vào đó là các loại thực phẩm chức năng hỗ trợ quá trình tăng cân khi kết hợp cùng chế độ dinh dưỡng, nghỉ ngơi, tập luyện khoa học theo hướng dẫn của bác sĩ. Các chuyên gia cũng cảnh báo, việc tùy ý sử dụng các loại thuốc tăng cân trôi nổi trên thị trường có thể gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Không thể nào mà có những một cái loại thuốc nào đó mà đại trà cho tất cả mọi người, ai cũng dùng được và ai cũng tăng cân được, thì cái điều đó là không hợp lý. Nó sẽ ảnh hưởng đến suy yếu các cơ quan bên trong cơ thể của mình. Một số cơ quan trong cơ thể của mình có một số cái vấn đề như là suy tuyến thượng thận cũng có thể xảy ra. Việc tăng cân cần một phác đồ riêng biệt tùy theo thể trạng, tình hình sức khỏe của người muốn tăng cân. Chính vì thế, ngoài việc tìm hiểu, xác minh thông tin, những loại thực phẩm chức năng hỗ trợ tăng cân, quý khán giả của Mua Gì Ở Đâu cần đến những trung tâm dinh dưỡng uy tín để được các chuyên gia tư vấn và hướng dẫn.